đi Nha Trang với anh này. Thì ra tới đó mới biết là ảnh thuê riêng một chiếc thuyền chở tụi em đi lặn. Xong rồi đi lặn về sẽ chở đi ngắm hoàng hôn. Thì sau khi ngắm hoàng hôn xong, cái thuyền chở hẳn em đến một cái bãi biển riêng mà ảnh thuê riêng luôn. Trên bãi biển có bàn ăn và có đầu bếp riêng, có người phục vụ riêng và có hoa hồng rải đầy với lại nến khắp nơi luôn. Thì em nói ông này bị khùng làm gì tự nhiên chơi lớn như vậy. Xong rồi cái ổng mới dắt em đi dọc theo bãi biển, đi xa xa để cho cái người đầu bếp họ không nghe mình nói gì đó. Cái tự nhiên ổng quỳ sụp xuống. Cái ổng cầu hôn với em mà lúc đó em cũng run quá, em cũng không biết ổng nói gì mà thấy nói quá trời luôn. Cái ổng hỏi em bây giờ là will you marry me? Em không biết ông nói gì đâu, em lùng bùng lỗ tai. Cái em nói nãy giờ anh nói em muốn nghe, anh nói lại từ đầu giùm em đi. Ông cũng nói lại từ đầu, cũng nói thiệt là dài. Xong em cũng lùng bùng lỗ tai, em nghe không được. Cái em nói anh ơi giờ anh nói lại lần nữa đi. Cái ông nói bây giờ có lấy cái nhẫn không? Không lấy nhẫn là anh đấm vô mặt cho cái bây giờ. Trời ơi thật mà. Và để mở đầu cho chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên để xem họ mang đến câu chuyện gì đến cho chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Em là người nước ngoài đúng không? Đúng, dạ đúng. Ủa sao chị hay vậy? Ủa nhưng mà sao chị nhìn sao mà chị biết là người nước ngoài vậy? Tại vì cái nét của em á, nó cũng không có giống Việt Nam. Nhưng mà cũng không có hẳn. Tức là hiện giờ là thực sự là không có biết là cái nguồn gốc thôi. Nhưng mà sao bạn lại nói được tiếng Việt? Em sống ở Việt Nam 6 năm rồi. 6 năm. Dạ. Yeah. 2 năm ở Hà Nội, 4 năm ở Sài Gòn. Và em là người Mỹ, là Nhật. Vậy là chị hay ha. Ảnh là gốc Đức á chị, chứ không phải là gốc Mỹ. Châu Âu. Trời ơi hay quá. Ủa vậy ba mẹ là người ba có người là Đức. Ba là người gốc Đức nhưng mà sống ở Mỹ, còn mẹ là người Nhật. Rồi bây giờ Hân Hạnh chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Eric Bielefeld. Năm nay em 41 tuổi. Và em làm kỹ sư máy tính cho công ty Mỹ. Còn em? Dạ em tên là Nguyên, em 35 tuổi. Em là nội trợ. Tụi em kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Dạ tụi em kết hôn vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Có nghĩa là nay được 8 năm. Dạ 8 năm hơn. Như vậy đây sẽ là một trong những cặp vợ chồng mà giống như chương trình đã nói với quý vị khán giả. Có nghĩa là mình sẽ có những cặp vợ chồng mặc dù họ vượt trên cái 5 năm, nhưng mà thứ nhất là cái cuộc sống của họ tương đối là đặc biệt. Có nhiều những câu chuyện thú vị để chúng ta có thể chia sẻ, từ đó chúng ta lấy những cái kinh nghiệm cho cái cuộc sống tương lai của những cặp vợ chồng son mới về ở với nhau. Thành ra là chương trình rất là vui đó, rất là vui khi mà tụi em có mặt ở đây đó. Hai bạn là đã có baby chưa? Dạ em có hai cháu gái, một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi. Hai bé đều rất là quậy. Ở bên kia hay về đây với tụi em? Dạ về đây luôn ạ. Tụi em hiện tại đang sống ở Việt Nam được 14 tháng rồi. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình. Eric với Nguyên có thể cho anh biết là hai bạn quen nhau từ khi nào và cái mối tình của các bạn nảy nở ra sao? Em và Nguyên gặp nhau lần đầu tiên ở đám cưới của chị gái của Nguyên. Và lúc đó khi em vào tiệc cưới, em lên cầu thang và thấy một cô gái rất đẹp, tóc xoăn, mặc áo đầm đẹp. Khi em giới thiệu với Nguyên, em mới biết Nguyên nói tiếng Anh rất giỏi. Thì em được nói chuyện thoải mái với cô ấy. Cho em thêm vô chỗ này, khi cô gái bằng tiếng Anh thì tự tin hơn. Đương nhiên rồi. Thế còn Nguyên, lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em có ấn tượng gì về anh không? Dạ thì đầu tiên em gặp anh này em ấn tượng giống như chị Hồng Vân nói vậy. Thấy thằng cha này ngộ ngộ, tay không ra tay, ta không ra ta. Dạ nhưng mà lúc đó thì tại vì đám cưới Việt Nam anh chị biết rồi đó, cũng 600 khách thì mình cũng không có để ý là từng người khách như thế nào. Thì không có ấn tượng. Ảnh để ý em từ lúc đó, thì đến cái lần thứ hai gặp lại là ở đám cưới của cái người bạn, cũng bạn chung luôn. Thì ảnh dạ đúng rồi, ảnh ngồi ảnh canh me sẵn. Đó là xin để được ngồi kế bên em. Xong thì ngồi nói chuyện với em, thì khi mà ảnh nói chuyện á, ảnh rất là thông minh ở chỗ là ảnh không có hỏi gì về cá nhân của em hết. Ảnh chỉ toàn hỏi về công việc thôi. Lúc đó em đang làm cho công ty quảng cáo. Thì em cảm thấy ông này chắc khách hàng tiềm năng gì đây sao quan tâm dữ vậy. Xong cái ảnh mới hỏi xin em cái name card. Thì em nghĩ hồi chắc được thôi mình tặng đi. Thì khi mà em đưa ảnh xong rồi á, ảnh cất cho túi kỹ rồi nha. Cái mới nói thật ra là anh không có quan tâm đến quảng cáo, anh chỉ muốn làm quen với em xin số điện thoại thôi. Trời lúc đó em muốn giật cái hạt lại ra luôn mà hết đường ra hụt hẳn hụt hẳn. Em đeo đuổi bạn này lâu không? Sau khi hai đám cưới đó, em và Nguyên gặp nhau mấy lần. Nhưng mà Nguyên bình thường đến trễ hoặc là huy hẹn luôn.
và em thấy rất là bực mình, không biết tại sao. Thì em nói chuyện với một bà thần và anh ấy nói chắc là Win có bạn trai rồi, và đây là lý do không gặp em được. Tại vì lúc đó em làm cho công ty quảng cáo thì cái tuổi trẻ mình rất là sung sức, thì công việc nhiều lắm. Em hẹn anh ấy, ví dụ như hẹn 6 giờ đi, cái khoảng 5 rưỡi em gọi, nói anh ơi chết em tới không được, em kẹt họp. Bây giờ anh ráng đợi tới 7 rưỡi đi. Cái 7 rưỡi em gọi, nói thôi chắc em đi không được luôn, anh về giùm em. Cứ lặp đi lặp lại, mà không phải em muốn mà tại vì công việc của em thôi. Sau đó thì tụi em không có liên hệ một thời gian rất là dài. Thì vô tình ảnh mới quen được một cái cô bạn làm chung công ty với em luôn. Cái anh mới kể là quen nhỏ đó mà nó chảnh quá, chắc nó có bồ nó này nọ. Thì cô đó cô nói không, nhỏ nó ế nhăn răng đó chứ. Nó còn ngồi cho công ty nó làm, tao chắc chắn là giờ chắc là nó còn làm tới sáng hôm sau đó. Thì anh mới biết thật sự là em bận thì. Thì bẵng đến gần Noel năm đó đó, thì em cuối năm thì em phải nhắn tin chúc mừng Noel cho khách hàng. Cái em lười, em mướn nhỏ em họ của em cho nó 50.000, nó giờ tao sẵn sẵn tin nhắn, mày nhắn hết vô khách hàng của tao giùm nha. Chỉ cần nhắn y chang vậy thôi. Thì nhắn theo group mà cái vô tình cái dính cái tên ông này vô. Cái ổng tưởng đâu là em nhắn cho ổng, ổng trả lời quá trời luôn. Cái em thấy ổng trả lời thì em không biết là em nhắn cho ổng. Em tưởng chùa ổng này sao chung tình quá, bị mình xù độ cả 6-7 tháng nay mà vẫn như vậy. Cái em mới quyết định là gặp lại, và kể từ đó là hai đứa gặp lại thường xuyên hơn. Lâu rồi không liên hệ với Win, và khi bắt đầu gặp lại em thấy vui. Và lúc đó khi gặp nhau, đây là lần đầu tiên Win đến trước. Đến trước em. Dạ. Bình thường đến trễ. Chuộc lỗi đó. Ý như là Quyên chuộc lỗi với em rồi. Một lần á là ảnh hẹn em đi ăn, thì lúc này em nghĩ là chắc là em muốn thoát ế rồi. Chắc là phải làm sao cho ông này vô trồng thôi, chứ giờ hoài cũng không nói gì hết, kỳ quá. Thì hôm đó cái em mới nói là anh này thì chắc là mê gái, nên gặp em lần đầu tiên là khen em đẹp, em trang điểm, em làm tóc này nọ. Cái lần đó thì em quyết định là đi gặp ảnh á, là em không trang điểm gì hết. Em để mặt mày em dính sơn, tại vì nhà em đang sơn sửa nhà đó. Rồi tóc tai bù xù, rồi em mang dép kẹp. Cố tình làm xấu đó. Vậy em cố tình, không em xấu sẵn anh, nghe là không trang điểm thôi. Cái em đi gặp ảnh, thử xem cái thái độ ảnh như thế nào khi thấy con người thật của em là như vậy. Thì em tới nơi cái em thấy ảnh mới đầu chắc nghĩ là cũng hơi bị dội, chắc tính chạy, nhưng mà suy nghĩ sao cái cũng ngồi nói chuyện với em. Xong rồi cái hai đứa bắt đầu quen nhau từ hôm đó. Vì lúc đó Eric thấy Uyên xấu như vậy thì Eric cảm nghĩ sao? Thấy hết hồn không? Muốn đi luôn. Mà nếu đi thì mất lịch sự thì vẫn ở đó nói chuyện. Thật sự là muốn đi luôn đúng không? Thật là em không chỉ muốn gặp phụ nữ đẹp, muốn cô gái đẹp, thông minh, thân thiện, tất cả. Thì nếu một lần không mặc mặc áo đẹp thì cũng không sao. Không sao. Coi như là ngày hôm đó là tụi em chính thức quen nhau. Dạ đúng rồi, hôm đó anh rủ em đi cái quán cà phê, lúc đó là cà phê bệt, mình ngồi dưới đất anh. Cái ngồi nghe nhạc sống, có ca sĩ hát chay cho mình nghe thì rất là lãng mạn. Cái ngồi cái thò tay nắm cái. Em có giật lại không? Dạ em khoái mà giật lại gì. Trời có nhiêu đó. Trời có nhiêu đó. Bao lâu thì em cầu hôn? Bao lâu thì Eric mới cầu hôn em? Dạ khoảng chừng đâu 1.5 năm tụi em quen nhau á. Thì ảnh cầu hôn, mà cái cầu hôn của ảnh rất là đặc biệt. Mà em phải nói là em ngạc nhiên luôn. Đó là ảnh bí mật sắp xếp là tặng cho em 12 đoá hoa hồng trong 12 dịp khác nhau, thông qua một cái người thân của em. Có nghĩa là mỗi đứa hoa hồng đến á là sẽ có thèm theo một món quà, và một cái người nào đó đưa cho em mà em không biết người đó là ai, và kèm theo một cái lá thư kiểu như rất là bí hiểm, như là sẽ có một cái chiến dịch 12 đoá hoa hồng, và khi mà em nhận đủ 12 đoá hoa hồng sẽ có một cái chuyện gì đó rất lớn xảy ra. Thì em đang làm việc ở công ty, cái đoá hoa hồng đầu tiên đến là có cái anh ở cái quán cà phê Highlands, anh gọi cho em, anh kêu là chị ơi có một cái người nó tặng cho chị ly cà phê và đoá hoa, mời chị xuống nhận. Thì em xuống em nhận lên, em cũng không biết ai, em lọc lên thấy lá thư thì em về em cũng khai thiệt. Em nói là anh ơi, hôm nay có thằng nào khùng khùng tặng em bông thú quá. Thì em không biết của ổng, nhưng mà kiểu như là mình thật thà về mình khai thôi. Thì ổng cũng nghe nói chết rồi, cái bông hôi quá, chắc hôm sau đổi đi mua bông chỗ khác. Đến khoảng cái đó hoa thứ 5, thứ 6 thì em biết là của anh này rồi. Đến cái đó hoa thứ 10 là một cái vé máy bay đi Nha Trang, và ngày hôm sau là phải đi liền. Thế là em cũng ngạc nhiên, nhưng mà cũng ham đi chơi. Cái hôm sau gọi điện thoại lên công ty cáo bệnh, đi Nha Trang với anh này. Thì ra tới đó mới biết là ảnh thuê riêng một chiếc thuyền chở tụi em đi lặn. Xong rồi đi lặn về sẽ chở đi ngắm hoàng hôn. Thì sau khi ngắm hoàng hôn xong, cái thuyền chở hẳn em đến một cái bãi biển riêng mà ảnh thuê riêng luôn. Trên bãi biển có bàn ăn,
và có đầu bếp riêng, có người phục vụ riêng và có hoa hồng rải đầy với lại nến khắp nơi luôn. Thì em nói ông này bị khùng làm gì tự nhiên chơi lớn như vậy. Xong rồi cái ổng mới dắt em đi dọc theo bãi biển, đi xa xa để cho cái người đầu bếp họ không nghe mình nói gì đó. Cái tự nhiên ông quỳ sụp xuống. Cái ổng cầu hôn với em mà lúc đó em cũng run quá, em cũng không biết ổng nói gì mà thấy nói quá trời luôn. Cái ông hỏi em bây giờ là will you marry me? Em không biết ông nói gì đâu, em lùng bùng lỗ tai. Cái em nói nãy giờ anh nói em muốn nghe, anh nói lại từ đầu giùm em đi. Ông cũng nói lại từ đầu, cũng nói thiệt là dài. Xong em cũng lùng bùng lỗ tai, em nghe không được. Cái em nói anh ơi giờ anh nói lại lần nữa đi. Cái ông nói bây giờ có lấy cái nhẫn không? Không lấy nhẫn là anh đấm vô mặt cho cái bây giờ. Trời ơi, trời ơi. Cái đó là bực thiệt đúng không? Nói đùa thôi. Thì lúc đó em chìa tay ra liền, thì đem nhẫn vô là xong luôn. Vậy thì là bao lâu tụi em mới cưới nhau? Dạ thì 6 tháng sau tụi em cưới nhau. Em cảm thấy em rất là may mắn. Lúc em lấy chồng á, thực sự là em yêu ảnh, nhưng mà em không biết là ảnh tốt đến như vậy. Người ta nói lấy chồng là loại tật xấu đó, mà thật ra lấy chồng em là loại cái tốt ra. Đó là ảnh cực kỳ tốt ở cái chỗ là biết chăm con. Giống như em lâu lâu cái em quải giỏ, em đi chơi mấy bữa là ảnh ở nhà chăm hai đứa con luôn á. Dạ. Chết rồi chị ơi, bây giờ chuẩn bị tới cái phần giặt mặt, giặt mặt bây giờ nhau, vui tật xấu nhau. Bây giờ em nói gì rồi, bây giờ có tật xấu gì của anh đâu nữa mà anh, em kể cho anh nghe. Anh có tật xấu gì không? Ráng dạ, bươi. Dạ có nhiều lắm, nhiều. Trời ơi có nhiều lắm. Chồng em á thì bê bối, thì em nghĩ đàn ông nào thì đa số đều là bê bối, chắc đây cũng vậy. Trời ơi bác khẳng định mình luôn à. Không, tại vì em chê chồng em phải chê mé mé nữa chứ không có. Ví dụ như đi tập gym về đi, cái tụt cái quần xuống cái để cái vòng tròn vậy đó, cái đi ra bước ra và cái bước ra cái đi luôn. Dạ xong cái để đó khi nào em dọn thì thôi. Với lại lâu lâu thì anh cũng có đi đi nhậu mà đi về cái hay bị ói, mà đi mỗi lần đi là đi luôn tới 2-3 giờ sáng, về cái mỗi lần là ói mà rất là sợ. Vừa thấy mặt em mở cửa ra một cái là anh lỡ anh ói rồi anh xin lỗi em. Xong em thấy tội tội thì em tha. Thôi nhưng mà anh thấy quá dễ thương. Cảm ơn. Tới em đó. Rồi Eric, Quyền có thật xấu gì không? Dạ anh có tội dàng không? Bởi vì Quyền có nhiều, nhiều thật xấu. Em cứ nói đi, em cứ nói đi. Nói đi. Đây là cơ hội để em vì, nói đó. Vì Quyền mê ngủ. Mê ngủ. Luôn luôn ngủ trễ. Bình thường em thức dậy trước, sau đó hai con, cuối cùng là Quyền. Đó nghĩa là em thức dậy là em lo cho hai con hết luôn. Và em phải nói với Quyền, vợ ơi, thức dậy đi, hay còn phải đi học. Và rồi còn nữa, gì nữa, mê ngủ. Khi Quyền giận, nhìn rất đáng sợ. Giống giống một người giống như con lion, giống như con lion đúng không? Yeah. Có giống không? Giống như bị khùng hả? Và lúc đó em phải chỉ im lặng. Không nói gì, nếu nói Win không nghe, không nghe gì cả. Có đập đồ không? Thỉnh thoảng, điện thoại một lần. Một lần điện thoại, có đập chén không? Đập bát ăn cơm á, có đập không? Chưa. Chưa. Và nữa là bàn chân Win bị nứt nẻ. Giống nhảy nhắm. Dây nhám, dây nhám. Dây nhám. Tại mình ở Mỹ da nó khô quá chị. Bên Mỹ chị đi chị biết nó khô hơn ở Việt Nam nhiều. Thì qua bên đó hay bị nứt gót chân. Nhưng mà bây giờ mình đang ở Việt Nam vẫn như vậy. Em bị thiếu chất á. Dạ em cũng nghĩ vậy. Rồi còn gì nữa không Eric? Thế thôi. Tại nói chung về cũng muốn em nấu cơm cho ăn nên đâu có dám cui tiếp. Eric có muốn vợ Eric thay đổi cái gì không? Dạ em nghĩ em rất may mắn gặp người tốt giống Nguyên. Thì em không muốn thay đổi nhiều. Em chỉ muốn Nguyên tập thể dục một chút nữa để tốt cho sức khỏe. Sức khỏe. Rồi còn Nguyên, Nguyên muốn anh thay đổi điều gì? Em nghĩ anh cũng không có cần phải thay đổi gì hết. Nhưng mà chắc là phải tập thể dục nhiều hơn để cho hai vợ chồng khỏe mới có sức đi chơi. Thật ra với vợ chồng của Nguyên với lại Eric á, Vân rất muốn chia sẻ với quý vị khán giả cho tới bây giờ là tụi Vân đã làm chương trình Vợ Chồng Son là được gần 5 năm trời rồi. Tiếp xúc với rất là nhiều những cái cặp đôi. Nhưng mà có một cái điều Vân để ý, Vân thấy vậy nè. Tất cả những cặp vợ chồng nào mà những cô gái Việt mà lấy chồng nước ngoài á, khi mà các bạn lên đây tham gia thì Vân đều có một cái cảm nhận là cuộc sống của những người vợ mà lấy chồng nước ngoài họ rất là viên mãn. Xin cảm ơn vợ chồng Eric và Nguyên đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc. Rồi, cảm ơn tụi em. Chào anh chị. Càng giận là càng nhây càng giỡn. Ví dụ như hỏi em ơi ăn sữa chua không? Em nói dạ ăn. Là không ăn hả? Em nói dạ ăn. Cái nói không ăn phải không? Cái em nói dạ ăn.
rồi thôi không ăn thôi. Giỡn mà đến cuối cùng vẫn còn giỡn chị. Hoặc là lâu lâu mình tình cảm xíu mình hỏi anh ơi anh có thương em không? Không. Đến khi mà em giận rồi á thì nó thôi mà thương. Nhay lắm chị, cực kỳ nhay. À, xin chào hai bạn. Dạ, em xin chào quý vị khán giả và chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên là Thanh Phương. Hiện tại em 24 tuổi và đang làm đầu bếp. Thanh Phương 24 tuổi hả? Dạ. Thật sự nhỏ xíu vậy. Ôi. Rồi, dạ, còn em? Em tên là Phương Trinh, em 25 tuổi, hiện tại em là giáo viên ạ. Em là đầu bếp đúng không? Dạ. Em là giáo viên. Sắp sửa đoán đó. Chắc chắn là em nấu bếp trong trường của vợ em đúng không? Dạ, trong trường... Dạ đúng không? Dạ không. Tội nghiệp lắm, ngứa nghề, đi đoán hoài không bao giờ trúng. Trời gì đâu. Rồi, thế gì cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Hồi xưa thì là cấp 2 thì... học chuyển cấp lên cấp 3 thì em qua trường của vợ học. Thì qua bên đây em không có quen ai hết á. Thì sáng nào cũng ngồi trước sân cờ thì thấy vợ em lên dẫn chương trình. Vừa làm bí thư đoàn trường mà vừa dẫn chương trình. Thì em thấy dẫn chương trình thấy cũng dễ thương. Thì em thấy thích, thích vậy thôi. Nhưng mà thấy kiểu cũng qua kho của trường mà mình đâu có dám nói gì đâu. Cũng khó quá bỏ qua thôi. Rồi sao mới tìm cách làm quen? Nhưng mà lúc đó em có biết là bạn này để ý em không? Dạ không, tại lúc đó nhiều đông quá rồi mình không có để ý tới ai hết. Dạ. Với lại vừa là bí thư vừa là hoa khôi như vậy, chắc chắn là sẽ có rất rất là nhiều các anh nhìn trộm em và là rất muốn cua em đúng không? Dạ chắc vậy. Chắc vậy. Chị thấy bạn này cũng đẹp trai mà dạ. Lại một người đàn ông mà hay ngồi ở cột cờ ở trong trường là phải có một cái điểm gì đó làm cho mình để ý chứ đúng không? Dạ. Thì cái lúc đó trường có tổ chức đi tham quan, em là người thu tiền. Bạn này lên văn phòng đoàn trường đóng tiền cho em. Vừa lên thì nhìn thấy em cười tươi. Cái lúc đó cái nụ cười rất là sáng, hàm răng trắng đều. Cái ấn tượng đầu tiên đó chính là cái nụ cười của bạn. Trời ơi, hàm răng trắng đều nghe tả tưởng kem đánh răng không ạ. Rồi, cười xong rồi có nói gì nữa không? Dạ không, lúc đó không có nói hết chị. Tại vì em tính em vui đi đâu gặp ai cũng cười hết á. Dạ. Rồi cuối cùng là ai là người chủ động tỏ tình với người kia? Em ghẹo bạn, em viết một cái lá thư đòi làm quen với bạn, giỡn thôi. Nhưng mà khi mà bạn nhận được cái lá thư á thì bạn hồi âm lại. Bạn nói nếu như mà chị chấp nhận em với chị quen nhau thì thôi mình đổi cách xưng hô là Phương với Trinh. Lúc mà nhận được thư thì cảm thấy cũng buồn mà cũng vui. Buồn là tại vì tự nhiên sau qua khỏi trường biết bao nhiêu người theo đuổi mà tự nhiên lại viết thư cho mình. Mình không biết cái này thiệt hay giỡn nữa. Còn vui là tại vì tại mình thích bạn này trước rồi. Mình giờ viết thư ngược lại cho mình thấy cũng bỡ ngỡ. Mà nào giờ không có quen ai hết á, không biết viết thư sao. Cái mới nhờ ông cậu á ngồi đọc cho viết. Dạ. Vậy là cái câu cuối cùng á là cái tâm trạng của cậu em hay tâm trạng của em? Cái câu cuối cùng là của em. Còn cái tâm nguyên... trạng của cậu là kỳ lắm. Em nhận được cái đó em xúc động. Lúc đó mình chủ đích của mình là giỡn thôi, nhưng mà khi nhận được cái lá thư thì thấy cái dòng chữ nó chân thật quá. Mình không có nở lòng mà mình giỡn nữa. Nên thôi là chấp nhận quen. Nhưng mà chị hỏi là lúc mà tụi em đến với nhau vậy á, tụi em có cảm thấy khó khăn gì không? Sau đó thì quen 3 năm chị, thì mới phát hiện bạn có nhắn tin thả thính với một cái bạn gái khác. Trời ơi. Rồi sau đó thì em không có chấp nhận, mới là chia tay bạn. Thì khi mà chia tay thì cũng hối hận, nhắn tin năn nỉ em, nhưng mà em vẫn không chấp nhận. Rồi bao lâu thì mới chấp nhận mà quen lại? Dạ thì em một thời gian sau cái em bị tai nạn. Lúc đó bác sĩ nói là chỉ còn 40% sống thôi. Ôi trời. Lúc đó gia đình em có liên hệ với Trinh nè. Trinh cấp tốc ở thành phố chạy về chăm sóc cho em suốt một năm trời. Em nằm bệnh viện suốt một năm trời. Thì em nói trong bụng, nói là chắc chắn mình phải cưới được cô này. Lúc khó khăn nhất thì cỏ bên mình thì mình chắc chắn mình cưới cái này hơn. Thì đó là có số phu thê đó. Nói chung là của người đàn ông nó bị hay quá. Khi mà hoạn nạn thì mới biết ai sẽ là cái người mà trăm năm với mình. Giờ thử đi mấy ông chồng cũng vậy. Lúc mà khỏe mạnh đi bồ đi bịch ha. Đúng rồi. Thử ngã bệnh xuống coi. Chỉ có một con vợ già đó. Đúng rồi. Không có một em bánh bèo nào xuất hiện. Đó cho nên là các bạn nào mà nghe cái câu chuyện này á, thì làm ơn đi, rút kinh nghiệm đi đó. Giờ thử nói tại chung là coi. Mình phải khuyên những anh chồng trẻ, những anh chồng già cũng vậy ông nội. Ghê lắm. Nghe nè, rồi bao lâu thì các bạn mới chứ để hỏi này đó Trinh à, nguyên một năm trời em chăm sóc cho chồng em á thì có động lực nào để em làm chuyện đó? Sau khi mà chăm sóc được khoảng 2-3 tháng á, bạn có nói với em một câu là bây giờ anh bệnh em chăm sóc cho anh,
Nhưng mà nếu một ngày anh thật sự khỏe lại, nhất định anh sẽ chăm sóc như em đã từng chăm sóc cho anh. Thì chính vì cái câu nói là coi như là bao nhiêu cái giận của mình nó tan biến hết rồi. Hay không nào? Dạ. Nhưng mà cái lúc mà em chăm sóc chồng em á, em có nghĩ là anh ấy sẽ khỏe lại như lúc mà anh chưa bị bệnh không? Tại vì á, thực ra nằm mà một năm trời là nặng lắm chứ đâu có đơn giản em đâu. Đúng rồi. Dạ. Đúng. Lúc đó là bị tắc ruột chị, mổ phải đưa hai túi ra hai bên, đi vệ sinh bằng túi. Còn mình xót dữ lắm, mình xót, mình chỉ biết mình thương. Trong đầu lúc đó nghĩ không biết là dại hay là khôn, mà lúc đó chỉ nghĩ một điều là nếu như mà nằm một chỗ thì mình vẫn chăm sóc. Trời ơi. Có nghĩa là nếu anh không khỏe nằm một chỗ em cũng vẫn sẽ chăm sóc anh. Vậy là tụi em yêu nhau được bao nhiêu năm ta? Dạ 7 năm rồi. 7 năm? Ừ. Rồi lấy nhau được mấy năm rồi? À tụi em cưới nhau được 1 năm. 1 năm. Ồ. Vậy là rồi. Sau hôn nhân thì sao? Đó. Cái tật xấu có bị lòi ra không? Dạ có, cũng hơi nhiều. Thứ nhất đó chính là không biết tự chăm sóc cho bản thân của mình. Dạ lúc nào cũng đợi nhắc nhở, đi xa thì anh ơi mặc áo khoác vào, không chịu mặc. Đến khi bệnh thì về mua thuốc uống. Cũng dạ mua. Dạ. Thứ hai đó, đi làm về cứ ôm iPad từ trưa tới chiều tối vậy. Thậm chí là nhiều khi ôm iPad ngủ ngon lành luôn. Ôm iPad nhiều hơn ôm vợ. Trời. Đôi khi là cảm thấy mình ganh tị với cái iPad của bạn. Còn tật xấu gì nữa không? Dạ giỡn nhây, cực kỳ nhây luôn. Lúc nào mà em muốn nói chuyện nghiêm túc là càng nhây với em. Em càng giận là càng nhây, càng giỡn. Ví dụ như hỏi em ơi ăn sữa chua không? Em nói dạ ăn. Là không ăn hả? Em nói dạ ăn. Cái nói không ăn phải không? Cái em nói dạ ăn. Rồi thôi không ăn thôi. Trời ơi. Giỡn mà đến cuối cùng vẫn còn giỡn chị. Hoặc là lâu lâu mình tình cảm xíu mình hỏi anh ơi anh có thương em không? Không. Đến khi mà em giận rồi á thì nó thôi mà thương. À. Nhây lắm chị, cực kỳ nhây. Cái đó là bây giờ trường phái hài nhây á. Dạ. Bây giờ đang nổi cồn. Rồi còn gì nữa không? Dạ không, dạ hết rồi. Hết hả? Cái đó là dễ thương, cái đó là xấu. Nói tóm lại thôi. Là lấy hết những cái tật xấu đó gom lại đi học xong thành cái tốt. À. Theo trường phái hài lầy của Mr. Bean. Thôi vậy thì vợ em có tật xấu gì không? Vợ em thì hơi nóng tính với lại nghiêm khắc quá. Với lại đúng giờ. Còn ngoài tật xấu chứ phải tính tốt đâu à. Nghiêm khắc là có nghĩa là ví dụ như là hứa là phải làm, mà không hứa không được, bắt buộc phải hứa. Dạ, đường nào cũng chết á. Đường nào cũng chết là đúng rồi. Dạ, giống như dạ. Bắt em hứa, em không hứa là cũng bắt phải hứa. Phải hứa cho phải được. Hứa là phải làm. À, không làm là chết. Là chết thôi. À, chết. Ừ. Ví dụ như đi với bạn bè, hứa bao nhiêu giờ đó về, trễ 5 phút điện hoài luôn. Mà mình đâu có canh thời gian mà sát sức dữ vậy. Ví dụ cho khỏi thoải mái xíu. Ừ. Mỗi lần mà trễ gì về nhà thì giận thể hiện sao? Còn dữ lắm, nhìn mặt là ứng. Nhìn mặt ứng rồi. Rồi bây giờ là em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Dạ, em chỉ muốn là vợ em nói chung là thoải mái một xíu, cho em vui vẻ với bạn bè một xíu. Còn ngoài ra là vợ em quá tuyệt vời, không có gì hết. Em sao? Điều duy nhất là em mong chồng thay đổi đó chính là tự chăm sóc bản thân của mình nhiều hơn. Tại vì một lần là xém mất đi cái tính mạng của mình, nên là em rất là quý trọng cái sức khỏe của chồng em. Chỉ hy vọng một điều duy nhất đó thôi. Chắc có lẽ là vợ em không muốn em đi nhậu nhiều quá, cũng là một phần là lo cho sức khỏe của em. Sợ ảnh hưởng cái ruột. Đúng rồi. Ruột nó có phốt rồi nó bị yếu đúng không? Dạ. Nhưng mà cái mong muốn của chồng em á, mà để cho chồng gọi là có thể thoải mái một chút á, thì em có cảm thấy là mình có thể chấp nhận được cái mong muốn đó? Dạ, tại vì ra khung thời gian nó cũng có lý do. Tại vì tối thứ bảy bạn đi ăn chơi nhậu nhẹt với bạn bè, thì sáng chủ nhật cũng phải chạy xuống thành phố đi làm lại. Nên là em muốn là khoảng 10:30, 11 giờ anh về nhà để nghỉ ngơi, ngủ, để sáng mai anh đi làm sớm. Nhưng mà chị thấy vậy nè em, thực ra vợ em cho em ở cái khung giờ 11, 11 giờ, 11:30 là còn rộng lượng lắm rồi đó. Với một cái yếu nhân như em về vấn đề đường ruột. Ủa tụi em có con chưa ta? Dạ chưa. Chưa kìa Bín. Có mong có con không vậy? Phải hỏi cái đã. Nhiều khi người ta đang kế hoạch. Thì bây giờ đang hỏi nè, mẹ có muốn không vậy? Dạ bây giờ mong rồi. Bây giờ mong rồi. Ủa nhưng mà trước đó là không mong? À, trước đó tại vì tụi em muốn cái kinh tế nó vững vàng hơn xíu. Dạ. Bây giờ thì sao? Dạ bây giờ thì cũng khá là thoải mái rồi. Bây giờ thì mọi thứ nó cũng đã tốt hơn rồi. Bây giờ trước khi anh chúc thì bây giờ em có muốn nói một cái lời gì với vợ mình hay không nhân cái dịp ngày hôm nay? Thì nay cũng 8 năm mấy rồi thì anh cũng cảm ơn em đã theo anh từ đó tới bây giờ mà chưa bao giờ mà than vãn, mặc dù là gặp rất là nhiều khó khăn. Thì hôm nay anh cũng có một cái bài hát tặng cho em, tặng cho các quý vị khán giả ở đây, đặc biệt là anh Quốc Thuận. Ủa sao không tặng chị hả?
Dạ, chị không, cái bài này người chồng đúng chị rồi. Đi vô ạ. Này chỉ riêng chồng. Anh Thuận chắc hiểu thôi. Nỗi lòng của người chồng. Dạ. Bài sợ vợ. Trời ơi, bạn này có duyên quá à. Em có duyên quá trời luôn. Vợ tôi sợ. Nhỏ cũng sợ mà già cũng sợ. Sách có câu sợ vợ mới nên. Tại tôi muốn ăn ở cho đúng sách thanh hiền. Chứ thân bãi thước ai sợ gì phụ nữ. Hỡi những bậc nam tử mỹ tu. Hỡi các đấng trưởng phu từ thanh niên râu chi hư cụ già lão như. Hãy đứng lên chung lưng đấu cặc mà cùng nhau sợ vợ cho vui cửa vui nhà. Bà con lối xóm họ điệu thì họ kêu mình thương vợ. Còn họ ghét thì họ gọi là thờ ba. Cho em nghe em đã không cưng? Dạ đã. Và mỗi lần em hát bài này vợ em khoái chí. Đúng rồi, mấy bà vợ bà nào mà không khoái bài này đúng không? Hả? À, rồi nói chung cũng đã mong muốn thay đổi rồi. Cũng đã nói lên cái nỗi lòng của mình rồi đúng không? Thôi bây giờ thì xin chúc cho vợ chồng của Phương trong năm sau sẽ có một em bé khấu khỉnh, mạnh khỏe và đáng yêu xuất hiện trong gia đình nhỏ của hai bạn. Dạ, chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ. Chị là rất là ghen mà nhiều khi là mù quáng mà không biết là nguyên nhân lý do tại sao. Hay nói dối nữa. Thì em không ngờ là gián điệp. Và bây giờ xin mời quý vị dành tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. À, nhìn chú rể có vẻ như hình như không phải là người Việt Nam đúng không nào? Thì em cũng xin phép chào chị Hồng Vân, chào Nguyễn Thuận. Em tên là Nguyễn Hoàng Đức, 30 tuổi. Dạ, tôi tưởng đâu Đức là người nước ngoài nhưng mà không ngờ là người Việt Nam. Dạ vâng ạ. À, em có like không? Em cũng không biết là nhưng mà em là người Việt Nam mà. Dạ vâng. Đức hôm nay là làm công việc gì? Em là quản lý hệ thống nhà hàng của Thái. Hèn gì mà anh Thuận anh nói là em giống như Lai Lai gì đó. Lai Lai. Hình như là Thái Lai. Còn em? Dạ em tên Nguyễn Hồng Nga, em làm kế toán. Năm nay em 32 tuổi. Dạ 32. Vậy mà nhìn trẻ ghê luôn á. Ủa Đức hồi nãy là bao nhiêu? Dạ em 30, vợ em lớn hơn em 2 tuổi à. Nhìn mặt em có vẻ như cứng cáp hơn là so với Nga. Dạ, tại vì mới quen em nhìn mặt em cũng tưởng mạnh tuổi hoặc là già hơn em. Mà quen... cái lúc quen nhau anh ấy có giấu tuổi không? Dạ có, không có cho em coi chứng minh. Cái lúc quen xong rồi cái đi học lớp với lớp ảnh á thì thêm mấy bạn trẻ quá à. Cái hỏi thử thì mới biết là nhỏ tuổi. À, mà tại lỡ quen rồi cái thôi. Thật cái này cũng chia sẻ là không biết là phải cái gu của em không, tại vì em thích giao lưu và quen những cái người mà lớn tuổi hơn mình, tại vì mình học hỏi những cái kinh nghiệm á. Rồi với lại đó là cái sở thích của em, từ bạn gái hoặc là quen lúc trước cũng lớn em 3-4 tuổi không à. Thế trước giờ em được học kinh nghiệm được bao nhiêu cô rồi? Dạ kinh nghiệm thì cũng khoảng 2-3 cô. Thế rồi bây giờ hai bạn quen nhau là trong trường hợp nào? Hai vợ chồng em quen nhau thì qua lời giới thiệu của bạn của em. Nhưng mà thật sự ấn tượng đầu tiên thì cũng mờ nhạt lắm. Lúc đó là hẹn gặp buổi tối, là không có để ý đến mặt mũi gì hết. Kỳ trời. Còn nghe thì sao? À, em thấy ảnh cao lắm. Mà cái mặt ảnh tếu. Mặt giống nhân vật hoạt hình. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Giống phim Nhật á. Ừ, giống nhân vật hoạt hình vậy đó. Nó cô bé bút chì. Cô bé bút chì. Giống một xin hả? Nhưng mà lúc dạ, em gặp là em cảm thấy có cảm tình không? Lúc đó là cũng chưa nghĩ tới gì hết á. Là cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cũng không để ý. Thì xong qua khoảng thời gian á thì vô tình thì vợ với lại bạn thì vào một nhà hàng của em làm quản lý thì vô ăn. Tự nhiên lúc đó em lại nhớ tới cái cô này là gặp rồi và bạn là cũng quen. Thì lúc đó em mới chạy ra em xin số điện thoại lại, tại vì lúc trước là chỉ có quen biết là trong nhóm thôi chưa có số. Thì em xin số. Rồi thì sao? Khi ghi nhận điện thoại chắc có lẽ là chat chít qua lại nhiều đúng không? Nó nhắn tin qua lại với nhau. Bao lâu thì bắt đầu thương nhau? Cỡ 1-2 tháng gì đó là ảnh ngỏ lời làm bạn gái anh nha. Em sẽ có nhiều cái thay đổi mới. Cái mình cũng thấy nó hay. Anh này cũng tếu. Tại tính ảnh đi chơi á, nói chuyện nó nổi mình đi về mình bị sái cái quai hàm á. Cười nhiều quá. Dạ đúng ạ.
đó giờ chưa gặp người nào như vậy hết á. Cái thôi cũng quen. Là tụi em yêu nhau bao nhiêu năm? Cũng gần một năm là tụi em chính thức là đến với nhau luôn. Là đám cưới luôn? Dạ. Dạ. Là cưới được mấy năm rồi? Dạ 5 năm. Dạ đúng rồi, em cũng có đứa bé con. À vậy hả? Dạ, cháu mấy tuổi rồi? Gần 5 tuổi rồi. Dạ. Trời ơi, gì mà nhìn nãy giờ tôi tưởng đâu là vợ chồng cưới nhau 5 năm mà chứ hả? Vậy là yêu nhau có suôn sẻ mà là có chia ly rồi có thì... giận hờn rồi có ghen hờn tuôn gì không? Chị là rất là ghen mà nhiều khi là mù quáng mà không biết là nguyên nhân lý do tại sao tôi lại như vậy. Ghen tưởng tượng á. Mà tại sao anh hỏi gì là bởi vì em cái công việc của em nữa. Dạ vâng ạ. À, một phần là công việc em là ngành dịch vụ thì đầu tiên là phải chăm sóc khách hàng. Cái vấn đề kể là quản lý biết bao nhiêu nhân viên. Chính xác là những sao nhân viên. Sao mà bị ngộ giùm người ta vậy? Dạ. Kể ta chuyện gia đình đám cưới. Không phải cái này không phải là anh Thuận anh Binh mà nhưng mà thực sự đó là cái nói giùm thấy thương không cần gì phải nói giùm hết á. Nhiều khi cái sự đồng cảm á nên nó hiểu. Đồng cảm đâu đồng cảm luôn. Phải thời gian đầu á quen cũng không đến nỗi nào là bộc lộ ra nhưng 4-5 tháng sau á bắt đầu là thấy ghen quá mà ghen tới mức độ mà em cảm thấy áp lực mình. Ghen sao mà áp lực? Em là quản lý á thì có em của vợ em thì em cho vô một vị trí trong nhà hàng của em thì em không ngờ là gián điệp. Đó thì ra những cái hành động của em á thì mình vô tình nó ví dụ như nhân viên ngày hôm đó cái xe bị hư thì em mới chở cô đó về thì hiểu bắt đầu là cái người khi mà truyền đạt lại thông tin thì không thể nào mà truyền đạt 100% được hết. Mà chở một lần hay nhiều lần? Thì cái đó cũng chỉ một lần thôi. Chắc một lần là bị rồi. Dạ thì một lần là bị dính. Một lần là bị dính rồi. Một lần là bị dính. Em vợ nói chị nghe coi tại sao em lại ghen với bạn đó nếu mà chỉ là một lần. Một lần rồi trong lúc làm việc thì cũng có những cái hành động gì đó với bạn gái bên đó tại cái ngành đó cũng có nhiều phụ nữ thì em cũng có dặn là anh đừng có đùa giỡn như vậy kỳ lắm. Nhưng mà tính nhẫn vậy à. Cũng đùa giỡn. Em ghen với một người hay là em ghen với nhiều người? Nhiều. Bây giờ cưới rồi là còn ghen nữa không? Dạ, chung là có trong máu thành ra là nhiều khó. Không có. Cũng có nhưng mà nói chung là cũng ít bớt chút xíu. Dạ. Nói chung là bớt xíu đúng không? Dạ, thì trong khoảng thời gian training lại thì cũng đỡ thôi nhưng mà chứ. Mà giờ em vẫn còn tốt với nhân viên đúng không? Dạ cũng có ạ. Như là mỗi tới là ngày lễ gì đó là cứ mua quà, mua bánh gì đó tặng cho nhân viên. Thà mình không biết, chứ mình biết mình thấy cũng hơi buồn. Tuổi dạ. Luôn. Dạ, ví dụ như là ngày kỷ niệm gì đó là mình nhắc từ đầu tháng đến cuối tháng luôn. Là trước một tháng nhưng mà tới đó cũng chả thấy có gì hết. Chỉ có về cái anh tặng em nguyên con người anh vậy thôi, chả có quà gì hết. Thì có cái nào em nghĩ đó là vì cái bản chất công việc anh buộc lòng phải như vậy không? Dạ. Tại vì ở bên sân khấu chị cũng vậy, cứ đến ngày sinh nhật của các diễn viên trong sân khấu là chị đều có bánh kem, đều có hoa. Đó là tính chất công việc, người ta gọi là đắc nhân tâm khi mà mình làm cái công tác quản lý. Cái đó nó khác. Thế là trong thời gian tụi em sống với nhau, anh ấy xấu nhất là điểm gì? Hay đi nhậu với bạn bè, nhậu về trễ lắm, đặc biệt là hay nói dối nữa. Mỗi lần em gọi chứ đi tới đâu rồi, gần tới rồi, 15 phút nữa anh về tới nhà. 15 phút là 2 tiếng, ngày nào cũng vậy. Cố tật của tất cả các ông chồng. Cái ngành của ảnh thì ảnh làm là ban đêm, còn em làm ban ngày, em làm giờ hành chính. Nên năm ra hai người trái ngược, em đi làm, ảnh vẫn còn ngủ ở nhà. Ở lúc ảnh về thì em ngủ rồi. Nên năm ra em cũng muốn là những ngày nghỉ hay là đó thì về sớm, dành thời gian cho gia đình. Rồi tụi em bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em để em chú tâm cho cái công việc của mình. Tại vì em nhiều khi bị phân tâm nhiều quá, thật ra mình cũng không thể nào mà mình kiểm soát được. Tại vì hắc khẩu nhiều lắm. Chẳng hạn như hồi nãy trước khi vào chuẩn bị quay đang ngồi trong là cũng méo gây lộn nữa. Về vấn đề gì? Vấn đề chụp hình. Thấy ông chụp xấu vậy? Em có nói là chụp xấu mà cứ nhờ hoài. Có vậy không đó? Những vấn đề nhỏ ở cái cà vạt vậy đó, chỉnh nó có ổn chưa? Vậy thôi. Nói chung là những cái chuyện đó cũng có đáng để mình khắc khẩu với nhau. Thì em cũng mong muốn là kìm nén cái nóng mình xuống, điềm tĩnh hơn. Có nghĩa là vợ em bớt nóng tính. Dạ. Còn nha. Em chỉ mong là ảnh là dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, trứng trà xíu. Đừng có chững chạc xíu. Chứng trời ơi, vậy mà chưa chững chạc hả? Cái tính cách còn con nít lắm ạ. Ồ, vậy đó. Dạ. Hả? Tại anh nhỏ tuổi anh em. Không, chị nói chuyện với bạn này chị không thấy bạn ấy con nít tí nào hết á. Dạ, chắc trong cuộc sống gia đình mới thấy ảnh nhỏ. Ví dụ cái việc gì? Như là đi với công ty em chẳng hạn cũng nhảy lên nhảy múa tùm lum tùm la vậy đó. Rồi đi chơi ai đủ gì cũng đi á. Dạ không vui á. Em cũng muốn chia sẻ với vợ để cho hiểu hơn. Tại vì khoảng thời gian lúc đầu tiên á là có những cái mâu thuẫn cãi vã rồi có xích mích với nhau á, thành ra nhiều khi em ít trải lòng mình ra, ít tâm sự, ít nói ra, thành thử ra có khoảng cách. Thì do đó là em cũng mong muốn là để hiểu hơn,
chứ không phải là nhìn em về bề ngoài như vợ em mới nói ở em như con nít này nọ. Tại vì qua những cuộc chơi như vậy là em tạo cái mối quan hệ cho cái công việc của em. Và em cũng hy vọng là qua chương trình này thì em sẽ tâm sự nhiều với vợ hơn. Thì do một khoảng thời gian là mình không có thời gian để gần gũi nhau. Cái tình hình của tụi em á, nó căng thẳng á, chứ nó không phải là đơn giản đâu. Chị nói nó căng thẳng ở đây á, là vậy nè, tụi em không có nhiều thời gian dành cho nhau. Tụi em không có nhiều thời gian để làm nhiều những việc chung với nhau. Thành ra là nó có những cái khoảng cách mà mình không hiểu được. Nó dạng giống như đồng sàng mà dị mộng vậy đó. Chị thấy là như vậy nè, mỗi bên đều phải nhìn lại một chút trong cái thời điểm này. Đừng có bị căng thẳng quá, ai cũng giữ cái tôi của mình rất là nguy hiểm. Bây giờ chị nói về công việc của chồng em trước nè. Thực ra làm công việc đó, thứ nhất con người phải vui vẻ, biết cách ăn nói, biết nhìn mặt bắt hình dong thì chồng em mới thành đạt được. Em hiểu không? Em có để ý trong một cái nhóm bạn luôn luôn có một cái người gọi là người leader về mặt hoạt bát, để làm cho cái không khí của cái bữa tiệc đó hoặc là cái cuộc chơi đó nó trở nên vui vẻ, thì chồng em là cái nhân tố đó. Mà thường những cái bạn như vậy á, các bạn sẽ có hai dạng, hoặc là cực kỳ thành công hoặc là cực kỳ thất bại. Nhưng mà chồng em thì chị nghĩ là ở cái nhóm thứ nhất, có nghĩa là sẽ thành công bằng cái việc mà anh ấy gọi là up từng ngày một trong cái hành trang để mà tiếp cận với tất cả các đối tượng khách hàng của mình. Thì cái đó em phải hiểu bản chất vấn đề để mà em hỗ trợ cho chồng em. Em mình dung ý chị không? Rồi. Còn về phía vợ em, hiện giờ vợ em đang bị cái tâm lý như chị nói với em, bị tổn thương. Tức là giống như mình cảm giác mình bị coi thường á. Mình bị chồng mình không tôn trọng mình, không coi mình bằng người khác. Có nghĩa là nhất bên trọng nhất bên kinh, em coi người ngoài hơn vợ. Đó là hiện giờ vợ em đang bị cái cảm giác đó. Cho nên là thành ra nó đi đến cái việc là ghen tuông. Ghen không có đối tượng cụ thể, ghen tùm lum tà la. Mình không hiểu mình ghen với ai cụ thể nữa, đúng không? Thì bây giờ em phải phá tan cảm giác đó. Thay vì bây giờ em mang bằng cả trái tim của em tặng cho vợ em, bằng cả con người của em, em thêm bó hoa, em thêm cái kẹo sô-cô-la nó khác liệt, đúng không? Phụ nữ mà cái lỗ tai rất là quan trọng, em hiểu không? Em thổi tai là em được hết á. Chị nói ví dụ vậy, đúng không? Thì bây giờ tụi em cố gắng một tháng có 4 ngày, đúng không? 4 ngày đó dành trọn vẹn cho nhau đi. Có thể nhiều khi ngồi đó trao đổi với nhau cả tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ để cho ra vấn đề. Đó thì chị nói ít em, tụi em hiểu nhiều đúng không? Chắc tối nay chứ về em thổi lỗ tai. Đó, trời ơi. Không phải tối nay đâu. Tối mai, tối mốt và đêm nào cũng thổi hết. Rồi, thử dạ. nhé. Dạ, rồi, thử. Chúc cho hai bạn luôn vui vẻ và luôn hạnh phúc. Dạ, rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. MCV Network Top 1 TikTok MCN Việt Nam 2020. Đối tác chiến lược của Facebook, YouTube, nhà sản xuất các chương trình nổi tiếng. Bạn muốn hẹn hò, vợ chồng son, come out. Tìm kiếm tài năng người Việt Nam tại Nhật Bản, không phân biệt tuổi tác, không giới hạn số lượng. Who you are? Yêu thích khung cảnh đẹp, thích giao lưu khám phá văn hóa, ẩm thực và du lịch tại Nhật Bản. Muốn trở thành KOL từ việc là những content creator. How? Được training và định hướng nội dung để trở thành các content creator chuyên nghiệp, cùng phát triển ý tưởng theo thế mạnh của bạn và được hướng dẫn kỹ năng quay, dựng video, được hỗ trợ xây dựng, phát triển và bảo vệ các kênh TikTok, YouTube và Facebook. Benefits: nhận quảng cáo từ các nhãn hàng tại Nhật Bản và Việt Nam, tham gia các show truyền hình do MCV sản xuất tại Nhật Bản, sản xuất online. Contact now. Inbox Viber Zalo 084 795 710 185. Email info@mcvjapan.co.jp. Fanpage MCV Network. Facebook.com/mcvclub.network.